đời họa tranh hai chị em mình kia thật đẹp làm sao. Em có linh cảm hậu thế sau này sẽ rất là quan tâm tranh của hai chị em mình đó chị. Mà tiếc thay, mặt của chị không có được đẹp nên người ta chỉ họa đúng cái lưng của chị thôi. Chị thì lại nghĩ cái thời nay hả, cái đẹp là cần phải tiềm ẩn đi, còn cái xấu với em hả, cần phải được vạch trần để xã hội lên án. Chị nói gì kệ chị, miễn sao cái bản lưng của chị không có sáng bằng cái bản mặt của em là được rồi. Chị thấy cái mặt của em có sáng không chị? Rất bóng. Sao chị nói như vậy? Chị phải nói rằng là mặt em sáng ngời ngời như Tết. Mà nhắc tới Tết là em thấy vui. Em với chị là chị em bạn thân với nhau từ trước tới bây giờ, nên em mời chị chén trà quả để giải khát vào ngày Tết nha chị. Ơi, tình chất quả gì mà đắng dữ vậy em? Quả báo đó chị. Chị đắng ghê. Đắng gì? Nó giả được tật chị. Còn chị thì giả với mặt em. Trời ơi, chị em mình tung hứng ăn ý quá à. Vui quá trời quá đất luôn vậy đó. Với niềm vui hân hoan này, em cũng có một vài câu muốn hỏi chị vào ngày Tết. Em hỏi đi, em hỏi đi. Em nghe nói là chị mới vừa bị đuổi việc đúng không? Sao vậy chị? Tết nhất tới nơi rồi mà chị. Tại trên công ty chị hả, có mấy con hay hỏi chuyện vô duyên á. Chị thì sợ á, bị người ta nói là đánh đồng nghiệp, cho nên là chị phải xin nghỉ sớm trước Tết đó. Ôi, tiếc ghê. Nhưng mà lương tháng của chị bao nhiêu vậy chị? Lương tháng của chị nhiều hơn lương tâm của em. Chị này cứ cà khịa em hoài à. Tết mà em, mình phải khoan khoái trong lòng, không được giận nhau. Ủa kìa, em có nghe tiếng chim hót không? Em có nghe tiếng chó sủa không? Chị vui trong lòng quá à. À, sẵn vui như vậy, chị cũng muốn hỏi em vài câu. Chị hỏi đi, em xin hầu chuyện chị. Bao giờ lấy chồng? Lấy chồng sớm đi. Qua năm là thêm một tuổi là coi như là tới già tới lẫn luôn đó. Chị này cứ nói quá à. Việc em lấy chồng chứ đâu phải là giật chồng người khác như chị đâu mà gấp dữ vậy. Em này chị giật chồng người khác bao giờ. Thôi chị cũng chúc cho chồng tương lai của em hết mực yêu thương em. Dạ em cảm ơn chị, đúng là hồng phúc. Nhưng mà chị ơi, từ nãy tới giờ mình nói chuyện rất là bình thường, nhưng mà tới hai chữ yêu thương chị nhớ nhá gì mà mạnh mẽ dữ vậy chị? Hay là chị thiếu thốn hai chữ yêu thương? Đâu có, hai vợ chồng chị lúc nào cũng yêu thương lẫn nhau. Nói nào nghe chứ anh rất là yêu thương chị đó nha. Tới nỗi mà chị có làm sai chuyện gì, anh cũng không dám đụng tới cọng lông của chị luôn đó. Người ta không có dám đụng chị là đúng rồi. Nhìn chị cứ như đàn ông á. Nhưng mà em nghe nói chị lấy chồng về để làm bức bình phong phải không? Nhưng mà cái bức bình phong này không có che nổi được chị là bởi vì chị bự quá đó. Trời đất ơi, nãy giờ chắc em nói chuyện mệt rồi ha. Để chị kêu mấy đứa nhỏ nó bưng trái pháo lên mời em ăn lấy thảo nha. Ôi kính lão đắc thọ, em xin mời chị xơi pháo trước rồi em mới dám xơi sau. Không dám, không dám. Mình bỏ cái vụ pháo này qua bên đi nha. Ok ok. Sao chị? Ôi cái mũi em giả trân à. Hình như em mới đi sửa mũi phùng. Chị đúng là tinh ý. Chỗ này không những sửa được mũi mà còn sửa được nhân cách nữa đó chị. Chị muốn không? Em đăng ký cho chị một suất. Đã gì hả em? Dạ. Thôi em đăng ký cho chị 5 suất luôn đi. Ai sửa nhân cách nữa mà đăng ký 5 suất dữ gì chị? Đâu có, chị một suất thôi, còn 4 suất còn lại chị tặng cho em. Cái nhân cách của em phải sửa 4 lần mới đẹp được. Ủa chị ơi, chị làm rớt cái gì kìa? Sao rớt chị em? Nhân cách đó chị, nhân cách của em còn ở đây, sửa tới sửa lui nó sẽ hoàn thiện dần. Chứ nhân cách mà để rớt ra như vậy là có dục bỏ nha chị. Vậy là em không hiểu chị em rồi. Cái nhân cách này chị tháo ra cho đỡ mệt người đó chứ. Cái nhân cách này ha là dùng để nói chuyện với mấy người đàng hoàng. Còn nói chuyện với em đâu cần nhân cách làm gì. Chị này, nói chuyện gì mà nghe chói tai dễ sợ, nghe nặng nề hết sức chị đó. Nặng cứ như là cân nặng của chị vậy. À, nhắc cân nặng em mới nhớ, qua Tết này chị có định mập hơn bây giờ không chị? Ui, chị rảnh chị mập chơi cho vui thôi, chứ chị ốm lại mấy hồi. Còn đỡ hơn mấy đứa vô duyên, hiểu không? Mấy đứa vô duyên là vô duyên mãn đời suốt kiếp luôn, không bao giờ hết vô duyên. Chị nói gì kệ chị, miễn sao em ốm là được. Nếu mà dòng cái thứ mập vui vài bữa với chị, lỡ vui quá trớn không dừng được là mập đến cuối đời nha chị. Em này, chị này, em chị này, em chị.